Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 26 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đang ở thế giằng co trong cuộc đua bầu cử tại ba bang chiến trường quan trọng gồm Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Cuộc thăm dò do Marist College thực hiện cho thấy cả ông Trump và bà Harris đều đang được 49% cử tri ủng hộ ở Bắc Carolina. Tại Arizona và Georgia, ông Trump dẫn trước đối thủ 1 điểm phần trăm, khi 50% cử tri tại cả hai bang nói rằng sẽ ủng hộ ông, trong khi con số dành cho bà Harris là 49%. Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 19 đến 24 tháng 9, với 4.643 cử tri đã đăng ký tại ba bang nói trên. Họ khẳng định sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11, trong đó 91% số cử tri cho biết đã chắc chắn với lựa chọn hiện tại. Ba bang chiến trường này sẽ có tổng số phiếu đại cử tri là 43. Ông Trump từng thắng tại Bắc Carolina trong hai năm 2016 và 2020. Ông cũng từng đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton ở bang Arizona và Georgia vào năm 2016, nhưng sau đó thua Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Và đây cũng là lần đầu tiên một ứng cử viên đảng Dân Chủ thắng ở bang Georgia kể từ năm 1992. Ông Trump phản đối kết quả bỏ phiếu ở Georgia vì cho rằng cuộc bầu cử ở đó đã bị gian lận. Cáo buộc này đã bị nhiều viên chức tiểu bang bác bỏ, trong đó có cả thống đốc Brian Kemp thuộc đảng Cộng Hòa. Một cuộc thăm dò khác do Viện Nghiên cứu Cao đẳng Siena tiến hành vào tháng 8 cho thấy bà Harris đã dẫn trước ông Trump đáng kể ở ba bang chiến trường khác là Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Theo dữ liệu của cuộc thăm dò, Phó Tổng thống dự kiến có tỷ lệ ủng hộ là 50% so với 46% của đối thủ Trump tại cả ba tiểu bang. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, khoảng cách sau cùng giữa ông Biden và ông Trump không quá lớn như những dự đoán trước đó. Kết quả thăm dò toàn quốc do tờ New York Times công bố ngày 26 tháng 9 cũng cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tờ báo lưu ý rằng cựu tổng thống có thể dễ dàng giành chiến thắng nếu ông giành được nhiều phiếu ở một số tiểu bang quan trọng như Wisconsin, Pennsylvania và Nevada, nơi hiện bà Harris dẫn trước không quá 2 điểm phần trăm. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,